Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống dưới sàn. Ý thức từ xương cụt, hít vào vươn cao cột sống, xoay vai mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào, thở ra thật chậm. Ổn định tâm trí, ổn định hơi thở. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào. Lần thứ hai hít vào. Lần cuối hít sâu. Hai tay thủ ấn Shimura đặt nhẹ trên gối, mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể, thư giãn và thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, thư giãn và thả lỏng đôi vai mềm mại với các ngón tay của mình, thư giãn và thả lỏng lưng trên, lưng giữa, lưng dưới. Chậm rãi mang sự thư giãn xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào, mang oxy nhiều vào bên trong cơ thể, căng căng bụng lên và nhẹ nhàng thở ra hớp sâu. Hớp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng bơm đầy hơi. Và chậm rãi thở ra hớp sâu. Hớp sâu quả bóng, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng cơ bụng lên và nín thở giữ hơi. Thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, giữ hơi tăng sức bền, tăng dung tích phổi, tăng sức chịu đựng cơ tim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hớp sâu. Hớp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên. Thở ra, hớp sâu bụng lại. Hít vào, mang oxy nhiều vào bên trong cơ thể, căng tròn cơ bụng lên và chậm rãi thở ra hớp sâu. Hớp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên và nín thở giữ hơi. Thả lỏng vầng trán, thả mềm khuôn mặt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hớp sâu. Hớp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên. Thở ra, xẹp sâu bụng lại.
hít vào, căng căng bụng lên, thở ra, xẹp sâu bụng lại. Lần cuối hít vào, căng căng bụng lên và nín thở giữ hơi. Giữ hơi giúp tăng sức bền, tăng dung tích phổi, tăng sức chịu đựng cơ tim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hớp sâu. Hớp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào nhẹ nhàng. Thở ra êm êm. Hít vào. Thở ra chậm rãi. Hai tay ôm gối, chúng ta đi bài tập cổ. Hít vào ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khuỷu ngực. Hít hai ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khuỷu ngực. Hít vào ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khuỷu ngực. Lần cuối hít vào ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cằm về sát khuỷu ngực. 5, 4, 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Chậm rãi, nghiêng mặt sang phải. Thở nhẹ nhàng sang trái. Hít hai sang phải. Thở sang trái đổi bên. Hít vào sang phải. Thở sang trái. Lần cuối hít vào sang phải. Trì cầu vai trái và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi sang trái. Trì cầu vai phải và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Căng căng 10 đầu ngón tay. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực. Chà sát lòng bàn tay, tạo độ nóng ấm cho đôi tay của mình. Chà sát và chà mạnh để có hơi ấm. Có hơi ấm rồi, chúng ta đưa tay ra sau vai cổ gáy, nhẹ nhàng massage vai cổ gáy. Giúp khí huyết chúng ta đưa máu về não tốt hơn nào. Đưa tay vuốt cằm, vuốt cổ từ dưới lên trên. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi, đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Chậm rãi đưa tay ra phía trước, mở mắt, chớp chớp mắt trong lòng bàn tay. Hai tay chắp lại, cúi đầu chào nhau, namaste. Rồi, xin chào lớp mình một lần nữa. Rồi chúng ta tách chân lên, mình nhịp cánh bướm nào. Rồi, mời cả lớp duỗi thẳng cơ thể dọc song song mấy thẳng luôn. Rồi chúng ta xoay cổ chân, xoay cổ tay.
xoay đổi chiều ngược lại. Đặt tay xuống sàn, hít vào duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập. Hít vào duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập về phía đỉnh đầu. Hít vào duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập về phía đỉnh đầu. Xích cơ đùi nâng gót chân rời khỏi sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Đưa chân về lại trung tính. Co chân phải ra phía sau. Ấn mu bàn chân xuống sàn. Tách gót chân ra khỏi mông. Co chân trái, đạp sàn. Lòng bàn chân trái bên cạnh đầu gối phải. Rồi, tư thế này nó cũng khá căng nha, so với cơ ai mà chúng ta vẫn còn hơi cứng ha. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang phải. Nghiêng lườn sang phải chị ạ. Hít vào, nâng lên, vươn tay lên cao. Thở. Xoay người sang trái, cài chỏ tay phải vào đầu gối trái. Nắm luôn cái cổ chân phải. Tay trái quạt ra sau, mắt nhìn theo tay, nâng cái tay lên rời khỏi sàn và lớp mình. Dựng người chúng ta thẳng lên. Nâng cái tay rời khỏi sàn, quạt cái tay ra phía sau, ngón cái hướng lên trên trời. Hít vào, nâng lên, tay vươn lên cao. Thở, xoay người sang phải. Hà tay phải ra sau mông, mũi tay hướng về cuối thẳng. Siết bụng đùi, nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Đẩy hông cao lên nữa nào. Đúng rồi, thở hạ mông hông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ tay phải nghiêng lườn sang phải. Hít vào, nâng lên, tay vươn lên cao. Xoay người sang bên trái. Cài chỏ tay phải vào đầu gối trái. Quạt tay ra sau, mắt nhìn theo tay. Hít vào, nâng lên, trở lại, tay vươn lên cao. Thở, xoay sang bên phải. Hạ tay phải ra sau mông. À, quên. Đúng rồi, cả lớp mình. Tay trái kẹp sóc mang tay. Siết bụng, nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Thở hạ hông mông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ tay phải nghiêng lườn sang phải lần cuối. Nghiêng sâu hơn, ấn được trỏ tay phải xuống sàn luôn. Tay trái kẹp sát mang tay đẩy lồng ngực. Hít thật đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên, trở lại, tay vươn lên cao. Thở, xoay người sang trái, cài trỏ tay phải ra ngoài đầu gối trái. Cổ tay phải nắm luôn cổ chân trái. Tay trái quạt ra sau, nâng tay cao lên nữa làm. Tay cao lên em, lên, đúng rồi, mở ra sau nữa, giữ, đẩy tay ra sau nữa cho lớp mình. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, vươn hai tay lên cao trở lại. Thở, hạ tay ra sau mông, mũi tay hướng về cuối thảm. Siết bụng đùi. Xòe căng các ngón tay nha, bám xuống sàn. Nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Đẩy lực lên trên vai, đẩy lực xuống dưới chân, cao lên nào. 3, 2, 1. Ấn mũi chân nâng đầu gối phải rời khỏi sàn nếu có thể. Đúng rồi, đầu gối phải nâng lên. 3, 2, 1. Hạ đầu gối xuống dưới sàn. Hạ mông hông xuống dưới sàn. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Duỗi thẳng chân trái ra phía trước. Chân phải dựng nguyên.
Hóp bụng vươn dài về phía trước góc 45 độ. Hít vào nâng lên. Thở vươn dài về phía trước góc 45 độ. Hít vào nâng lên. Thở vươn dài về phía trước góc 45 độ. Kéo vươn dài cột sống nữa. Hạ tay nắm xuống lòng bàn chân. Nắm được rồi rưỡng lồng ngực bụng tiến sát vào đùi. Co nhẹ trọ tay. Năm. Bốn. Chung nhẹ trọ tay lại nào. Ba. Hai. Một. Hít vào nâng lên. Và thở ra hạ tay xuống. Xoay cái chân phải về phía trước. Rung lắc xoay lại cổ chân. Ổn định co chân trái ra sau trở lại. Tách gốc chân ra khỏi mông. Chân phải co đạp sàn. Vươn hai tay lên cao hít vào. Hạ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sau mang tay nghiêng lườn sang trái. Hít vào nâng lên tay vươn lên cao. Vặn xoắn sang phải cài trỏ tay trái ra ngoài đầu gối phải. Cổ tay trái nắm cổ chân phải. Tay phải quạt ra sau nâng cái tay lên bằng cái vai. Hít vào vươn lên trở lại. Hạ tay trái ra sau mông trái. Mũi tay hướng về cuối thảm. Siết bụng đùi, nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Đẩy cao lên nửa lớp mình. Thở, hạ mông hông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao hít vào. Hạ tay trái nghiêng lườn sang trái. Hít vào nâng lên tay vươn lên cao. Vặn xoắn sang phải. Cài trỏ tay trái ra ngoài đầu gối phải. Quạt tay phải ra sau mắt nhìn theo tay phải. Hít vào về giữa vươn hai tay lên cao. Xoay sang trái hạ tay trái ra sau mông. Mũi tay cúi thẳng. Siết bụng đùi, nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Thở hạ mông hông xuống sàn. Hạ tay trái nghiêng lườn sang trái lần cuối. Ấn được trỏ tay trái xuống sàn, duỗi căng cái tay bên phải. Đẩy lồng ngực mở vai. Thẳng tay bên phải nữa. Làm. Hít thở đều và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên tay vươn lên cao. Vặn xoắn sang phải cài trỏ tay trái ra ngoài đầu gối. Tay phải quạt ra sau. Hít thở đều và giữ lại. Nâng cái tay cao lên cả lớp mình. 5, 4, 3, 2, một. Hít vào về giữa tay vươn lên cao. Hạ tay trái ra sau mông trái. Mũi tay cúi thẳng. Siết bụng đùi. Hít vào nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Đẩy lên cao nữa. Ba. Hai. Một. Tốt. Nâng góc. Nâng đầu gối chân trái rời khỏi sàn. Ấn lòng bàn chân phải. Ấn mu bàn chân nâng được đầu gối lên. Đứng là đẩy hông cao lên như bình thường. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. Hạ mông hông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao trở lại. Duỗi thẳng chân phải ra phía trước. Hóp bụng vươn dài về phía trước góc 45 độ. Hít vào nâng lên. Hóp bụng vươn dài về phía trước có 45 độ.
Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước tới 45 độ. Hít thở đều và giữ lại. 5 4 3 Hà tay nắm xuống lòng bàn chân. Nắm được rồi, kéo vươn dài cột sống, bụng tiến sát vào đùi. 3 2 1 Hít vào nâng lên trở lại. Rồi thở ra hạ tay xuống, duỗi thẳng chân trái ra phía trước, xoay xoay nhẹ cổ tay trở lại cổ chân. Hông tay vỗ thắt lưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vỗ xuống cái đùi luôn. Rồi mời cả lớp đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn ốc. Ổn định cơ thể, chúng ta chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào võng lưng vươn ngực rướn cao cằm. Thở rút bụng gù lưng cằm về sát hở ngực. Hít vào võng lưng vươn ngực rướn cao cằm lên. Thở rút bụng cuộn lưng cằm về sát hở ngực. Hít vào võng lưng vươn ngực rướn cao cằm. Thở rút bụng cuộn lưng cằm về sát hở ngực. Lần cuối hít vào võng lưng vươn ngực rướn cao cằm. Thở rút bụng cuộn lưng cằm về sát hộp ngực và giữ lại. Rút bụng gù lưng cao lên nữa là đẩy cái lưng em cao lên nữa, hướng cái cằm về xương ức nhiều hơn. 3 2 một đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù. Chân phải hít vào, nâng chân phải rời khỏi sàn, đạp gót chân ra sau. Nâng tay trái kẹp sát mang tay. Thở co đầu gối chạm trọn tay trái. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Thở co đầu gối chạm trọ tay trái. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Co gót chân vào mông. Quạt tay ra sau nắm được cổ chân. Nắm được rồi, nâng cao cái đầu gối, mở căng cái vai, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Tắt tay, rút bụng, gù lưng, co gối, chạm trọ tay lần cuối. 5 4 3 2 1 Hạ tay, hạ chân xuống dưới sàn, hít thở đều. Chân trái chuẩn bị. Hít vào nâng chân trái đá trái ra sau. Nâng tay phải kẹp sát mang tay. Thở co đầu gối chạm trọ tay. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Thở co đầu gối chạm trọ tay. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Co đầu gối chạm trọ tay. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Co gót chân ra sau, quạt tay ra sau nắm được cổ chân. Kéo căng đùi căng vai lên lớp mình. Giữ.
5 4 3 2 1. Thúc bụng, gù lưng, co gối, chạm. Đúng rồi, co gối chạm vào cái chỏ tay bên phải nào. 3 2 1. Thở, hạ tay chân xuống sàn. Hạ gối, duỗi mũi chân về em bé một xíu, hít thở đều. Rồi mời cơ lớp đưa cơ thể về lại tư thế chiếc bàn ốc. Ký mũi chân, rút bụng, nâng hai đầu gối, rơi sỏi sàn cách sàn 5 cm. Rút bụng, chậm rãi bước từng chân, ấn được hai cái đầu gối lên hai cái nách của cái tay. Đi chậm thôi, và cái hông chúng ta cố gắng để song song với cái vai. Đó, rồi chậm rãi bước ra lại về tư thế chiếc bàn úp, nhưng mà đầu gối không rời khỏi đầu đầu gối rời khỏi sàn nhưng không nâng cao quá. Rồi chậm rãi bước từng chân về, hai tay ấn được cái đầu gối lên trên cái nách. Chậm rãi bước ra sau trở lại. Thái mỏi đùi ha, tay lớp mệt. Bước ra sau chúng ta vẫn hạ xuống tư thế chiếc bàn úp như lúc ban đầu anh lớp. Rồi lần cuối, bước vào trở lại. Rồi ấn được hai cái đầu gối lên nách. Đúng rồi, ấn cao lên, hít thở đều, giữ. Nâng cái mông cao lên nữa, làm. Hít thở. Ba, cái mông mình song song với cái vai. Hai, một, chậm rãi bước chân ra lại tư thế chiếc bàn úp, đầu gối cách sàn nhưng không chạm sàn, cố gắng một nhịp cuối thôi cả lớp mình. Đúng rồi, rất tốt nè lớp. 3 2 1, đẩy mông nâng hông cho úp mặt, dụi mình thở hết hơi ra. Rồi chúng ta đi bộ từng bước chân để nhả cái cơ đùi ra đi nào. Rồi lần cuối cùng ấn hai gót chân xuống sàn. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít đá phải lên cao. Bước phải về giữa hai tay. Rút trái về bằng phải, định đầu chúc xuống sàn. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở cò cúi dập sâu trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao hít vào. Đẩy hông mở ngực ngả người ra sau. Hít vào nâng lên. Co gối vươn dài về phía trước, hạ tay bám sàn thở hết hơi ra. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Nín thở rút trái ra sau bằng phải tám ván. Đẩy vai về phía trước, đạp gót chân ra sau, kéo căng cơ bụng của mình. Thở hạ gối, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn. Ký mũi chân, đẩy mông nâng hông cho úp mặt, dụi mình.
Hít vào nhón cao gót chân. Thở ấn gót chân xuống sàn. Hít vào nhón cao gót chân. Chân trái đá trái lên cao. Bước trái về giữa hai tay. Rút phải về bàn trái định đầu chúc sàn. Nhón tay gật mặt nâng ngượng người. Thở cò cúi gập sâu. Bước chân trái dài ra sau. Rút phải ra sau bàn trái tạm vậy. Gối ngực cằm chạm sàn. Duỗi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Thở hạ trán trước mũi chạm sàn. Xoay vai lướt người lên con rắn. Ngực cao lên nữa là. Đẩy mông nâng hông trỏ úp mặt dụi nhìn. Hít vào nhón cao gót chân. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Hạ gót chân, nhón tay ngẩng mặt nâng ngượng người. Thở cò cúi gập sâu trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao hít vào. Đẩy hông mở ngực ngả người ra sau. Hít vào nâng lên. Co gối vươn dài người hạ tay bám sàn. Nhón tay ngẩng mặt nâng ngượng người. Co gối lùi mông, tay kẹp sát mang tay cái ghế. Cuộn cơ mông lớn rút bụng đẩy sau vào gối. Hít vào nâng lên trở lại. Bám chắc chân trái, hít vào nâng chân phải. Co đầu gối. Hướng về phía trước. Đầu gối song song với cổ chân. Thở. Đẩy đầu gối ra phía sau, hạ cái mũi chân ra phía sau. Hạ đầu gối xuống gần sàn nhưng không chạm sàn. Đúng rồi, dựng thẳng người chúng ta lên. Đúng rồi, đã làm. Đúng rồi, hít vào nâng lên trở lại. Dựng thẳng người, co đầu gối. Lên lại phía trước, lên lại phía trước giống như tư thế ban đầu là. Đúng rồi. Thở, hạ mũi chân ra sau. Chung nhẹ gối, gối chạm, gần chạm sàn. Lần nữa hít vào, dựng thẳng người, đưa chân ra phía trước trở lại. Đúng rồi, xích cái cổ chân ra phía trước để song song với cái gối. Hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay người sang phải, hai tay dang ngang. Xoay sang bên phải, hai tay dang ngang. Đặt tay trái ra ngoài đầu gối phải. Hít thở đều và tiếp tục giữ. 3, 2, 1. Xoay người về phía trước, vươn hai tay lên cao. Đẩy gối ra phía sau, hạ mũi chân, hạ thấp gối.
Đúng rồi, chúng ta giữ lại tư thế này. 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay người sang bên trái. Đúng rồi. Hạ tay trái, hai tay dang ngang đi cà lớp mình. 3, 2, 1. Xoay người về phía trước, hạ đầu gối xuống dưới sàn. Bám tay xuống sàn. Lùi mông thẳng chân trước, trả lại cơ đùi trước nào. Thẳng chân trước đi lớp mình, cố gắng kéo thẳng. Chung nhẹ trỏ tay, hạ thấp vai luôn là. 5, 4, 3, 2, 1. Cấn lại chân trước vuông góc. Rút chân trước ra sau. Đẩy mông nâng hông về lại chỗ ấp mặt dụi mình. Hít vào nhón cao gót chân. Co gối, mắt nhìn về giữa hai tay. Rút bụng, ai tốt nhảy bật về giữa hai tay. Không bướng tập chân về giữa hai tay. Đúng rồi. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở cò cúi gập sâu. Bụng tiến sát vào đùi. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao. Đẩy hông mở ngực ngã người. Hít vào nâng lên. Co gối lùi mông cái ghế. Hít vào nâng lên trở lại. Bám chân phải. Nâng chân trái rời khỏi sàn. Giữ. 4, 3, 2, 1. Vươn người về phía trước, hạ mũi chân ra phía sau, chung nhẹ đầu gối không chạm sàn. Hít vào dựng thẳng. Đưa chân ra phía trước trở lại. Thở. Co gối. Vươn dài chân ra phía sau, hạ gối không chạm sàn. Hít vào. Dựng thẳng người, đưa chân ra phía trước trở lại. Hai tay dang ngang. Xoay người sang trái. Hạ tay phải. Đẩy cái đầu gối trái. Tay trái quạt ra sau. Hít thở đều. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào về giữa. Vươn hai tay lên cao. Hạ chân ra sau về lại. Tư thế mũi chân hướng phía sau. Đầu gối sát sàn không chạm. Và chúng ta giữ lại. 5 nhịp. 5. Thấp xuống một xíu nữa lớp mình để dựng thẳng người chúng ta lên. 3, 2, 1. Hai tay dang ngang, xoay người sang bên phải lần cuối. 3, 2, 1. Hạ gối chạm sàn. Hạ tay chạm sàn. Lùi mông, trả lại cơ đùi trước. Hít thở đều. 5, 4, 3, thẳng hơn chân trước nữa. 2, 1, tấn chân trước lại vuông góc. Ký và nâng đầu gối chân sau lên. Rút trước ra sau tấm ván.
hạ gối, ngực cằm chạm sàn, duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Thở hạ trán trước mũi chạm sàn. Xoay vai lướt người lên con rắn. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông cho ấp mặt dụi mình. Tiếp tục đi bộ từng bước tại chỗ, thư giãn lại cơ đùi. Chúng ta nhón hạ thì chúng ta mỗi lần nhón thì cao hết biên độ và hạ thì ấn hết gót chân xuống sàn ha club. Chúng ta đi chậm và chắc từng nhịp của mình, nhịp nào hạ thì ấn mạnh xuống, nhịp nào nhón thì cao thẳng lên. Lần cuối cùng ấn gót chân xuống dưới sàn. Hít thở đều thư giãn một xíu. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít vào đá chân phải lên cao. Đẩy người về phía trước. Đặt chân ở giữa hai tay. Rưỡng lồng ngực tách bụng ra khỏi đùi. Dựng thẳng người vươn hai tay lên cao. Tấn chân trước đạp căng gót chân sau. Xoay sang phải. Hai tay dang ngang. Hạ tay trái trên gối phải. Tay phải vẫn hướng ra phía sau. Hít vào về giữa. Xoay sang trái. Trượt tay trái lên đùi trái. Tay phải kẹp sát mang tay. Ai tốt đẩy hông mở ngực. Ai không tốt mắt nhìn góc chân trái. Hít vào nâng lên. Chúng ta đi hai lần thôi cho nên cố gắng lên cái lớp mình. Xoay sang phải. Hạ tay trái trên đùi phải. Hạ tay trái trên đùi phải. Tay phải quạt ra phía sau cả lớp mình. Giữ. Hạ thấp hông xuống tí nữa làm. Ba. Xuống tí nữa em. Hai. Một. Hít vào về giữa. Vươn hai tay lên cao. Thở xoay sang trái. Trượt tay trái xuống đùi bên trái. Tay phải kẹp sát mang tay. Hít thở đều. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên. Ấn gót chân trái xuống sàn. Mở mũi chân trái. Đệm chân trái song song với mép ngắn của thảm. Đưa cơ thể về tư thế chiến binh. Xoay hết người, lần này chúng ta đưa cơ thể về tư thế chiến binh hai luồng, xoay hết người vào bên trong bức tường bên trong. Chân trước tấn vuông góc. Chân sau chúng ta trượt ra phía sau một xíu, người chúng ta xoay mặt về bên trong đừng xoay ra phía trước nữa. Rồi vươn dài người về phía trước góc 90 độ. Phía trước mặt ở bức tường bên trong đó nha cả lớp mình. Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước 90 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước 90 độ. Giữ. Trượt cái chân trái ra phía sau cho nó căng hết cái cơ chân trái. Lúc này tác động vào hông chúng ta luôn. 3, 2, 1. Hạ được tay phải bám sàn. Tay trái quạt lên cao mắt nhìn theo tay. Ai mỏi cơ đùi thì chúng ta cứ trả cơ đùi bằng cách chúng ta dựng thẳng hai chân.
Đúng rồi, hết mỏi rồi chúng ta tiếp tục tấn chân trước vuông góc. Đặt tay xuống dưới sàn. Tay trái quạt lên, móc tay trái qua eo phải. Rồi hướng cái tay phải nắm cổ chân trái, hít thở đều. Đúng rồi, hướng cái tay phải thì nắm cổ chân trái, còn cái tay trái móc qua eo phải nào. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay bám sàn. Xoay người lại về phía trước. Hít thở đều. Rút chân trước ra sau tám ván. Còn một chút nữa chúng ta cố gắng rồi chúng ta về thư giãn Savasana luôn nha. Ổn định hơi thở. Hạ gối. Co nhẹ trở tay chồm người về phía trước, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân xoay vai nước người lên con rắn. Ký mũi chân đại mông nâng hông cho ấp mặt duỗi mình. Tiếp tục đi bộ tại chỗ 5 lần để chúng ta kéo giãn cơ gân kheo và trả lại cơ đùi. Nhón hạ thật cao và thật chắc xuống sàn. Chúng ta bước chậm từng bước thôi, mỗi bước chắc xuống sàn và mỗi bước nâng cao lên. Rồi lần cuối cùng ấn hạ mạnh hai gót chân xuống sàn, đẩy vai ra sau, đẩy đỉnh mông lên trần, rút bụng sâu vào rốn. Vai đẩy ra sau nữa, làm cái phần vai của em đẩy ra sau nữa. Đó. Hít thở. Hít vào nhón cao gót chân. Chân trái hít đá trái lên cao. Đẩy người về phía trước, đặt chân giữa hai tay. Đạp căng gót chân ra phía sau, rưỡng lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Ổn định cơ thể, dựng thẳng cột sống, vươn hai tay lên cao. Xoay người sang bên trái, hạ hai tay dang ngang. Đặt tay phải ra ngoài đầu gối trái, tay trái quạt căng ra sau. Hít vào về giữa hai tay vươn cao. Xoay người sang phải, hạ tay phải trượt xuống đùi phải. Tay trái kẹp sát mang tay, đẩy hông mở ngực ngã người hoặc mắt nhìn xuống gót chân tùy theo biên độ của mỗi người. Hít vào nâng lên hai tay dang ngang, chúng ta chỉ đi hai lần thôi cho nên cố gắng mỗi lần chúng ta giữ nhịp một xíu. Xoay người sang bên trái, đặt tay trái ra ngoài, đặt tay phải ra ngoài đùi trái, quạt tay trái ra sau, dựng thẳng người chúng ta lên nữa. Đúng rồi, tuân lý dựng rất thẳng nè. Thẳng người lên một tí nữa lớp mình. 3, 2, 1. Hít vào về giữa, vươn hai tay lên cao. Thở, xoay người sang phải. Trượt tay phải xuống dưới đùi phải. Tay trái kẹp sát băng tay, đẩy mông hở ngực ngã người. Hoặc mắt nhìn xuống gót chân, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Ấn gốc, vươn hai tay lên cao, ấn gốc chân sau xuống dưới sàn. Thư giãn ở tư thế này một xíu để chúng ta hoàn thiện tư thế cuối cùng cho nó vững chãi nào. Rồi, xoay người chúng ta về phía màn hình, toàn bộ phần hông và phần người chúng ta về phía màn hình luôn. Trượt cái chân sau dài ra phía sau để nó căng luôn cả cái đùi trong, đùi ngoài và cái hông của mình. Chân trước vẫn tấn vuông góc, hai tay dang ngang. Mắt nhìn về phía màn hình, đừng nhìn về phía trước. Đúng rồi, vuông dài người về phía trước góc 90 độ. Lùi cái mông ra sau. Đó, bây giờ thì rất đẹp nè. Hít vào, nâng lên, tay vươn lên cao, dựng thẳng người trở lại.
Chúng ta có dựng thẳng người vẫn tấn chân trước ha, ai mỏi thì chúng ta thẳng và hạ xuống lại, hai tay dang ngang, tấn chân trước, vươn dài người về phía trước, hít thở đều giữ, đúng rồi, ba hai một, hạ tay bên trái xuống sàn, tay phía trước có cái lớp mình, tay phải quạt lên cao. Đúng rồi, làm trượt cái đùi sau em ra phía sau một xíu nữa, làm cái đùi chân sau trượt nữa, hạ thấp hông luôn, trượt nữa. Đó, đúng rồi, cho nó căng cái cơ đùi của chúng ta lên. Đúng rồi, quạt cái tay lên trên cao nữa. Hít thở. 3 2 1. Vòng cái tay trên cao ra phía sau, móc vào cái eo trái. Hướng cái tay trái nắm được cái cổ chân phải. Cái cổ chân phải ở phía sau, đúng rồi, dựng thẳng người chúng ta lên, kéo căng cái cơ đùi chúng ta ra, hít thở đều và giữ lại. Đúng rồi chị Trang, rất là căng chân nè. 3 2, đúng rồi Tôn Lý, 1. Bám tay hết lại xuống dưới sàn, trả cơ đùi một xíu đi cả lớp. Rồi xoay chân về lại phía trước, xoay chân về lại phía trước nào, xoay chân về lại phía trước, tấn chân trước, rút chân trước ra sau tám ván, hít thở đều và giữ, đạp căng gót chân. Chúng ta nhịp cuối cùng ở tư thế tám ván rồi, giữ lực ở đây một xíu, săn chắc toàn thân, rút bụng lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hạ gối, co nhẹ trọ tay, chôm người về phía trước, ngực cằm chạm sàn, duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn, thở hạ trán trước mũi chạm sàn. Mời lớp xoay người nằm ngửa. Trong quá trình mà chúng ta tập đều ha, và chúng ta về tấm ván nè, hoặc là đầu gối chạm trỏ tay nè, tức là những cái tư thế đấy chúng ta tập toàn thân luôn, thì nó cũng đã tập được cái phần cơ bụng cho chúng ta luôn rồi. Cho nên mình cứ tập đều là tự người người mình nó săn và bụng mình nó nhỏ lắm. Hai tay ôm gối, kéo sát gối vào ngực. Rồi mời cả lớp lăn trái lăn phải, chúng ta trả cơ. Rồi mời lớp bật lăn lưng lên xuống. Lần cuối cùng hướng tay chân lên cao. Tịnh tay chân trên cao 10 giây nào. Chúng ta chỉ hướng tay chân lên cao thôi, đừng làm gì nữa. Chân mình nãy giờ nó để xuống nhiều rồi, cố gắng đưa chân lên cao để chúng ta kéo lại cái việc giãn tĩnh mạch nha lớp mình. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hạ tay chân xuống sàn, thư giãn sau Savasana cuối bài. Hai chân tách rộng bằng mép thảm, hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào, thở ra chậm rãi. Toàn thân tôi đang được thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận cơ thể mình nhẹ dần, chìm sâu, chìm sâu. Cảm nhận hơi thở đang chậm rãi theo từng nhịp. Hít thở, hít thở, thả lỏng tâm trí, đóng các giác quan lại. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra môi mỉm cười,
an trú ở hiện tại. Phút giây đẹp tuyệt vời. Mở lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng, rúng lắc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể. Và thở ra, hạ tay xuống, co gối nghiêng người sang bên, nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Rồi chậm rãi, nâng người ngồi dậy. Ổn định cơ thể mình trên thảm. Vươn hai tay lên cao hít vào. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực. Cằm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ lòng. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào, Namaste. Rồi, xin chào. Cảm ơn lớp mình ạ.